xin được kính chào toàn thể quý anh chị và mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng và gặp nhiều may mắn. Hôm nay thì bên em về thêm một chiếc Land Cruiser được khách ký gửi, khách họ đổi lên XC90 nên là ký gửi lại chiếc Land Cruiser 2019 này cho bên em. Chiếc này thì là phiên bản chính hãng, bán ra chính hãng VX V8 4.6. Xe cá nhân sử dụng hiện tại thì đã lăn bánh được 63.000 km. Đầy đủ các cái lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại chính hãng nhé. Tem hãng Land Cruiser thì em cũng lên trên YouTube của em rất là nhiều rồi. Đấy, chiếc này thì cực kỳ đẹp luôn, nguyên bản tất tần tật từ nội ngoại thất cho đến các cái chi tiết về kỹ thuật như là động cơ, hộp số. Con này có bộ da ghế rất là mới luôn, tất cả ghế zin hết nhá, da ghế zin. Sau 4 năm sử dụng, ghế cực kỳ mới, cả những cái chi tiết ở trong xe này, trần xe, các cái chi tiết trên táp lô, táp pi cửa rất là mới luôn, còn nguyên zin. Đấy, ở phiên bản đời 2019 này thì chúng ta đã có loa JBL rồi, hộp lạnh rồi. Đấy, tuy nhiên thì con này đầu 2019 nên là vẫn thiếu mất cái cửa sổ trời. Đây. Thì với Land Cruiser thì cửa sổ trời em nghĩ là có hay không thì nó chỉ là thêm thắt thôi. Ghế rất là mới luôn. Chị nhìn này. Con này thì đi phẳng nhá, không có cái rơ móc ở phía sau. Cái rơ móc ở phía sau này thì nó là theo đặt hàng thôi, đặt hàng từ chính hãng ở nhà máy bên kia thì họ sẽ sản xuất tùy con, tùy con nó sẽ có thêm cái rơ móc này, lốp dự phòng treo ở phía dưới. Bác chủ cũ bác ấy có lắp thêm, trang bị thêm cái cốp điện nhé. Đời này đúng của nó là cốp cơ thôi, này nó có thêm cốp điện rồi, rất là tiện lợi cho các bác. Hàng ghế thứ ba ở đây là không, hầu như là các bác không sử dụng đến. Cái phần sau thì để hành lý thôi, để đồ đạc thôi, nỉ cũng rất là mới, chưa bị xước sát hay là xù lên nhiều. Cái dòng Land Cruiser này thì em Khánh cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, nó rất là bền, nổi tiếng với cái khả năng off-road cực đỉnh, rất là nhiều các cái công nghệ hỗ trợ vận hành. Xe rất mới luôn. Sau thì có cái bảng điều khiển điều hòa độc lập ở đây. Đấy, có cả sấy, sấy ghế cho hai ghế. Năm ngoái thì bác chủ bác ấy cũng thay cả 4 lốp rồi nhá, cả 4 lốp mới, hai lốp còn rất là mới luôn, anh chị lấy về chỉ việc đi thôi. Đây là khoang máy này. Tất cả các cái chi tiết keo chỉ này,
nguyên bản quý chị nhé. Xe rất là đẹp, rất là đẹp đều xe. Em Khánh đảm bảo chất lượng cho quý anh chị yên tâm nhé. Xe tất cả những cái chi tiết này anh chị nhìn qua là anh chị có thể thấy được là chưa đâm va gì đâu, anh chị yên tâm. Máy móc nguyên bản, hộp số nguyên bản, không ra máy, không thủy kích. Thường Land Cruiser tại Việt Nam thì nó là cái dòng xe mà phục vụ tối đa cho chủ nhân. Đấy, cho nên là không thể tránh được những cái xước sát ngoài da. Đấy, nói chung với những cái dòng này thì em Khánh cam kết đầy đủ cho quý anh chị. Đấy, xe không có va chạm mạnh gây ảnh hưởng tới kết cấu khung gầm, chassis. Động cơ hộp số nguyên bản, anh chị yên tâm. Còn với xe đã qua sử dụng thì những cái va chạm ngoài da là không tránh khỏi được rồi. Nhiều khi mình đi cũng cẩn thận, xe máy thứ họ đi ở bên ngoài đường đông va quyệt nhẹ vào thì đều không tránh khỏi đâu. Đời 2019 này thì như con này là rất là đều xe rồi. Đầy đủ lịch sử bảo hành bảo dưỡng chính hãng nhé quý anh chị nhé. Lốp đế 22, gai còn rất là cao luôn. Nói chung với xe Nhật thì em nhìn những cái con mà zin nguyên bản như thế này thì rất là thích luôn. Đấy, kể cả là Lexus LX570. Xe Nhật thì rất là thích để chất xe nó nguyên bản. Với chiếc Land Cruiser 2019 chính hãng này thì bên em đang bán với giá là 3 tỷ 699 triệu quý anh chị nhé. 3 tỷ 699 triệu cho một chiếc Land Cruiser đời 2019. Anh chị quan tâm về chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp với em Khánh qua số hotline nhé. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn trực tiếp cũng như là gửi các cái thông tin chi tiết của xe cho quý anh chị. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những siêu phẩm tiếp theo nhé.